Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Kiên Hai Hen, kênh chuyên về đồ si hiệu, hàng thùng tuyển, đồ hai hen hiệu. Ngày hôm nay thì mình đã có một sự thay đổi một chút nhỏ về những sản phẩm mà mình sẽ review cho anh em. Tại bởi vì là trước đây thì có rất là nhiều anh em hỏi mình về quần. Và ok, hôm nay mình đã tìm về những chiếc quần mà chất lượng quốc tế, còn rất là mới và đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Và đặc biệt là nó phối đồ rất là đẹp, anh em có thể mặc đi bất kỳ đâu. Và tất cả những chiếc quần ngày hôm nay mình lên đều để đồng giá là 250.000 đồng một chiếc. Và ngoài ra cuối cùng là một chiếc mũ thì mình sẽ để là 150.000 đồng. Và mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Và ok, chúng ta hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay chúng ta có siêu phẩm quần như thế nào nhé. Let's go! Đầu tiên, chiếc quần có mã là A1, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Kích thước bụng, ống dài là 39, 23, 60. Và đây là một chiếc quần jean đến từ thương hiệu Edwin, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và những chiếc quần như này mà bán mới nó cũng rơi vào khoảng độ 2-3 triệu. Và đặc biệt hơn là chiếc quần này màu rất là đẹp luôn. Ở phía đằng sau chúng ta sẽ có những cái phần da lộ, nhìn rất là chất luôn. Và anh em mặc chiếc quần này có thể phối với lại những đồ jean hoặc là áo phông cổ bẻ thì cũng rất là đẹp, và phông cổ tròn cũng được luôn. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn cái chất liệu jean của họ làm rất là tốt, cực kỳ dày dặn và co giãn, mặc rất là thích. Và có thêm thiết kế một chút phần tua rua ở đây nữa. Anh em nếu mà không thích thì có thể ra thợ may sửa một phát là được. Và ở phía đằng sau chúng ta sẽ có cái phần da lộ này, rất là xịn xò luôn. Và có những cái cúc kim loại sờ, mặc chiếc quần này sẽ rất là thích luôn nhé. Anh em có thể mặc đi bất kỳ đâu luôn. Và đây cả khóa đằng trước cũng là kim loại hết luôn. Và đây khóa kéo kim loại rất là chắc chắn luôn. Và đây là một chiếc quần rất là đẹp luôn. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tem của Edwin đây. Và chiếc quần này có ghi là size 30 nhá anh em. Bề mặt bên trong, wow, còn rất là mới luôn. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A2, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước bụng, ống dài là 44, 26, 51. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Uniqlo. Phối màu rất là đẹp luôn, màu kiểu sọc và kết hợp giữa màu tím, trắng và xanh biển, những cái đường sọc rất là nhỏ luôn. Và đây là một chiếc quần mà anh em mặc đi chơi rất là hợp lý, chất liệu vải cực kỳ co giãn, thoáng mát và thấm mồ hôi. Và đây là một cái kiểu pha giữa cotton và poly. Và đặc biệt hơn nữa là ở đằng trước chúng ta có phần khóa kiểu cài như thế này, và khóa kéo đây nữa, khóa còn rất là mới luôn. Và phía mặt trong chúng ta còn có thêm cả một cái cúc nhỏ nhỏ để có thể cài thêm nữa. Và đây, tem của Uniqlo ở phía bên trong này. Và đây là một chiếc quần mà anh em mặc để đi chơi hay là đi bất kỳ đâu rất là hợp lý luôn. Phía đằng sau chúng ta cũng sẽ có một cái túi có cúc. Đây, hai bên đều có túi luôn nhá, đựng đồ rất là tiện lợi luôn. Và ở bên phải đây chúng ta cũng có túi, và bên trái cũng có túi, hai bên hông đây. Wow, đây một chiếc quần rất là đẹp luôn. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A3, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước bụng, ống dài là 40, 38, 52. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Jordan, một dòng của Nike. Và wow, những chiếc quần của Jordan rất là được săn ở trong giới đồ si, đồ high end. Và phối màu của chiếc quần này cũng rất là đẹp luôn, kiểu phối màu nổi bật của Jordan, những cái sọc sọc vân vân như này. Và chất liệu vải cũng rất là thể thao, anh em mặc để vận động thì rất là hợp lý luôn, cực kỳ co giãn và mặc chơi thể thao cũng rất là tuyệt vời. Đây có những cái thiết kế màu rất đẹp luôn, ở phía bên trong cũng là cái màu của Jordan luôn. Và tem, anh em thể nhìn thấy tem của Jordan đây. Wow, và chất liệu vải này mặc rất là mát luôn nhá. Bên túi bên hông đây chúng ta có cái túi ở, có một cái phần màu xanh đấy, nhìn rất là khủng long luôn. Và bên dưới đây chúng ta còn có logo của người chơi bóng rổ Jordan. Và đây có phần xẻ tà một chút. Và đây là một chiếc quần mà anh em mặc để đi du lịch và mặc để ở nhà thì cũng rất là hợp lý. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A4, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65. Kích thước bụng, ống dài là 34, 31, 42. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Gu. Và đây là một công ty con nhánh của Uniqlo, một công ty rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và đây anh em có thể nhìn thấy màu rất là đẹp luôn, màu kiểu jean và hơi một chút trắng trắng loang loang. Và đây là một chiếc quần mặc để đi chơi hay là mặc ở nhà thì đây cũng là một chiếc quần rất là tiện lợi luôn. Vải cực kỳ thoáng mát, co giãn và mặc rất là thích luôn nhá. Và đây mình sẽ xem ở phía bên trong này, chúng ta sẽ có một cái
Spark của Gu còn rất là mới luôn, mới tinh. Wow, một chiếc quần độ mới rất là cao và có thêm túi ở phía đằng sau đây, anh em có thể đựng một số món đồ. Và wow, đây là một chiếc quần đi biển thì quá là hợp lý luôn. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A5, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Kích thước bụng ống dài là 43, 28, 54. Ở đây là một chiếc quần màu bạch mã hoàng tử đến từ thương hiệu Uniqlo. Và wow, rất đẹp luôn, mặt trước và mặt sau, và chất liệu vải cũng rất là đẹp luôn nhá. Kiểu dạng cốt tông, kiểu đây em có thể nhìn thấy chất vải này sờ, rất là thích, thân thiện với cơ thể và cực kỳ thoáng mát, bền bỉ nữa. Wow, và màu rất đẹp luôn, mặc cực kỳ tiện lợi. Ở phía bên trong đây chúng ta cũng sẽ có cái tem của Uniqlo đây, anh em có thể nhìn thấy được. Và ở hai bên hông chúng ta cũng sẽ có hai cái túi luôn. Ở hai bên phía mặt sau đây chúng ta cũng sẽ có một cái túi ở phía đằng sau đây luôn. Và đây là một chiếc quần mà mặc ở nhà cũng như là mặc đi chơi hay là đi đâu vào mùa hè sẽ rất là hợp lý, bởi vì nó cực kỳ thoáng mát và dễ chịu. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A6, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Kích thước bụng ống dài là 41, 22, 49. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Docker, một công ty con của Levi, đến từ Mỹ. Và phối màu xanh tím than đậm này rất là đẹp luôn. Mặt trước lẫn mặt sau kiểu đơn giản, cực kỳ lịch sự. Và cao quần đeo kiểu thắt lưng, chất vải này rất là co giãn và mặc vào mùa hè rất là thích luôn nhá. Một chiếc quần cực kỳ lịch sự và chất, và có thể mặc đi bất kỳ đâu luôn, mặc chơi thể thao cũng được luôn. Tem Docker trên cặp quần đây. Và phía mặt sau chúng ta cũng sẽ có những cái túi nho nhỏ. Đây, cái phần này mình xem thì kỹ thì đây là phần giả túi nha anh em. Ở phía mặt sau là kiểu giả túi. Và ở hai bên hông chúng ta cũng sẽ có hai cái túi ở bên hông đây. Và phối màu này rất là dễ phối đồ luôn. Và đeo một chiếc thắt lưng nữa thì cực kỳ đẹp. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A7, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Kích thước bụng ống dài là 39, 23, 49. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Seven. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ. Và phối màu kiểu ghi kết hợp với lại sọc ghi đậm. Đấy, rất là đẹp luôn. Mà chiếc quần này nhìn gần anh em mình có thể nhìn thấy độ chơi của nó. Đây là tem Seven của tên thương hiệu này. Rất là sáng bóng luôn và lấp lánh kiểu màu vàng. Và phía đằng sau đây anh em có thể nhìn thấy Los Angeles, California. Và màu rất đẹp luôn, chất liệu vải kiểu mặc rất là đại gia luôn, kiểu công tử luôn. Và wow, một chiếc quần rất là lịch sự, anh em có thể phối với nhiều những cái áo khác nhau. Và hai bên hông chúng ta cũng sẽ có cái túi nhá. Và mặt sau thì cũng sẽ có hai túi hai bên đây. Và có phần cúc để có thể đóng luôn. Chiếc quần này còn rất là mới luôn, chất liệu vải co giãn thấm mồ hôi. Và mặc vào mùa hè thì rất là mát luôn, em có thể mặc đi bất kỳ đâu. Rất là hợp lý một chiếc quần cực kỳ là chất như này. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A8, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Kích thước bụng ống dài là 33, 24, 55. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Outdoor, một thương hiệu thời trang thể thao đến từ Mỹ. Và cái phần cặp quần này rất là chun luôn, anh em có thể kéo giãn nên là mặc rất là thoải mái luôn nhé. Và phối màu kiểu ghi đậm như này rất là đẹp luôn, có nhiều túi, túi hộp ở hai bên luôn, cực kỳ tiện lợi. Đây là một chiếc quần mặc để đi camping hay là đi chơi đi. Đây là một chiếc quần mặc để đi rất là bền bỉ luôn, chất liệu vải này mặc mùa hè cực kỳ mát mẻ luôn nhá, rất là thích. Và tha hồ cày cuốc, ở bên đây chúng ta cũng sẽ có một cái tem của Outdoor. Và phía bên trong này cũng có dòng chữ Outdoor Product, em có thể nhìn thấy. Và có rất nhiều túi luôn, bên hông này và túi hộp đây cũng là Outdoor được thêu nổi. Đây, phía mặt sau chúng ta cũng sẽ có phần túi ở phía bằng sau đây. Và túi này có thể dán được luôn nha, anh em có thể nhìn thấy cái phần dán này. Đấy, rất là chất luôn. Đây là một chiếc quần mà mặc để đi chơi thì rất là hợp lý, có túi và có những cái khóa này, cũng các thứ đều đầy đủ luôn. Và một chiếc quần hội tụ rất nhiều yếu tố luôn, anh em hãy nhanh tay để sở hữu nhé. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A9, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Và kích thước bụng ống dài là 39, 24, 55. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Fila. Và phối màu này nhìn rất là sáng luôn. Và anh em mặc kiểu nhìn rất là sạch sẽ và bạch mã hoàng tử kiểu đấy. Và chất liệu vải của Fila họ làm cũng rất là thể thao, anh em mặc mùa hè rất là mát luôn. Đây em có thể nhìn thấy cái chất liệu vải và kẻ sọc, những cái sọc ô này khá là thời trang. Và có túi ở hai bên đây. Ở phía mặt sau chúng ta cũng sẽ có túi ở phía sau luôn nhé, là phần túi dán.
Và ở phía mặt trước chúng ta cũng sẽ có một cái phần cúp để đóng, và ở phía bên dưới đây chúng ta là phần dán, có một chút là chun co giãn ở phía mặt sau này. Đây là một chiếc quần mà có rất nhiều chi tiết mình cần phải khám phá. Và ở bên đây chúng ta cũng sẽ có một cái logo của Fila được thêu nổi màu cam này. Và đây mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc quần này, chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái tem tag của Fila đây. Wow, một chiếc quần mặc nhìn rất là đẹp luôn và cực kỳ mát mẻ. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A10, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7 và kích thước bụng ống dài là 40-24-57. Và đây là một chiếc quần jean đến từ thương hiệu Levi, một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Và wow, đây là một cái kiểu phối màu cơ bản, màu xanh biển và có một chút phần làm tua rua một chút ở phần dưới ống đây. Và đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn chiếc quần Levi này. Thực sự là cái chất liệu jean của Levi thì không phải bàn cãi rồi, nó rất là chất lượng. Và những chiếc quần của Levi mới nó bán rơi vào khoảng độ 1,5 triệu, hơn 2 triệu. Và wow, đây là một chiếc quần mà mình nghĩ là mặc sẽ rất là bền luôn, và cũng rất là đẹp nữa khi anh em phối đồ lên. Ở phía đằng sau chúng ta sẽ có cái miếng da của Levi này và một cái tag nhỏ của Levi, có thêm hai cái túi ở phía đằng sau đây nữa. Và đây, ở phía đằng trước chúng ta sẽ là phần cúc kiểu kim loại đây, có thêm túi ở hai bên hông. Và đây là một chiếc quần mà anh em mặc phối đồ rất là dễ luôn, và mặc vào ngày hè đi chơi hay đi đâu cũng rất là hợp lý luôn. Khóa kim loại cực kỳ bền bỉ. Đây anh em có thể nhìn thấy dòng chữ Levi ở trên cái cúc này, và phía bên trong có cái tag của Levi. Cái tag này hơi mờ một chút nhưng mà mình nghĩ là không ảnh hưởng gì. Và đây là một chiếc quần rất tuyệt vời luôn nhá. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A11, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, kích thước bụng ống dài là 38-24-47. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Banana Republic, một thương hiệu đến từ Mỹ, và phối màu xanh, sọc xanh kiểu như thế này, và sọc màu trắng nữa, rất là đẹp luôn. Và một chiếc quần mặc kiểu các tỷ phú hay các triệu phú đô la hay mặc những quần như thế này đây. Và tem Banana Republic ở trên các quần đây, có thêm những cái túi và cúc rồi khóa kim loại đây, chất liệu vải này, mặc mùa hè du lịch rất là mát luôn. Và chiếc quần này là mình nhớ đến John Belfort, wow, một tỷ phú trong bộ phim, có thêm túi ở phía đằng sau ấy nữa, có cúc. Và wow, một chiếc quần rất là tiện lợi và mặc cực kỳ đẹp để phối đồ đi vào mùa hè luôn nhé. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A12, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, kích thước bụng ống dài là 37-26-44. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Wu, một công ty con của Uniqlo, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, và phối màu đen này rất là dễ mặc luôn, và kiểu cạp chun. Anh em mặc chiếc quần này đi chơi, mặc ở nhà thì rất là hợp lý. Và đặc biệt đây là dòng quần để vận động, và đặc biệt đây là một chiếc quần chuyên để vận động luôn, rất là co giãn thấm mồ hôi. Anh em có thể nhìn thấy cái chất liệu này của nó rất là thích hợp để vận động luôn, và còn rất là mới luôn, mặc rất là tiện lợi với những cái túi ở hai bên hông đây. Và phía mặt sau chúng ta cũng sẽ có một cái túi nho nhỏ ở phía bên trong. Và đây, ở phía bên trong này chúng ta cũng sẽ có thêm một cái tag của Wu. Đây anh em có thể nhìn thấy được cái tem ở phía bên trong đây. Và có thêm một vài những cái dây chun này nữa, anh em có thể tăng giảm được cái bo chun ở bên hông này. Và đây mình còn thấy là có dòng chữ Active ở đây. Đấy, đây là dòng chữ vận động dành cho cái dòng quần này, chuyên để vận động luôn. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A13, vừa với người cao từ khoảng 1m6 đến 1m65, kích thước bụng ống dài là 36-23-53. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Gap, một thương hiệu đến từ Mỹ, rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Và phối màu kiểu màu xanh rêu sọc kết hợp với lại màu trắng ngà, cái màu thì khá là hay. Anh em nào thích cái kiểu màu như này thì đây là một sự lựa chọn rất hợp lý, với cái chất liệu vải của Gap họ làm rất là tốt luôn, co giãn thấm mồ hôi và cực kỳ thích hợp mặc để vận động. Và đây, ở trên cặp quần chúng ta sẽ có một cái dòng chữ tem của Gap, và có thêm cúc rồi khóa đây bằng kim loại, cũng có thêm logo của Gap nữa luôn, có hai túi ở hai bên. Và ở phía đằng sau chúng ta cũng sẽ có thêm hai cái túi nữa và đóng cúc như thế này. Wow, một chiếc quần mà anh em có thể mặc đi bất kỳ đâu luôn. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A14, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7, kích thước bụng ống dài là 40-24-44. Và đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Edwin, một thương hiệu chuyên về quần jean rồi các cái đồ thời trang jean của Nhật Bản. Và phối màu xanh này cũng là một cái phối màu mà
anh em có thể rất là hay thấy luôn. Và đây là một cái dạng kiểu ngắn trên đầu gối nhé. Và đây mình sẽ cho anh em xem cái chất liệu jean này, phối đồ rất là hợp lý luôn, và mặc vào mùa hè vận động thì rất là thoải mái nhưng mà nhìn vẫn rất là chất luôn. Có thêm những cái cúc bằng kim loại đây, và phía mặt sau chúng ta cũng sẽ có thêm hai cái túi để có thể đựng một số món đồ, và trên có cặp quần có dòng chữ của Edwin. Và đây mình sẽ xem thử ở phía bên trong của chiếc quần này. Đây, rất là sâu ở bên trong, chúng ta cũng sẽ có một cái tem của Edwin và ghi là size 30 đây. Và đây mình sẽ xem tiếp ở cái phần khóa, cũng là khóa kim loại nhá, cực kỳ chắc chắn, và anh em mặc mùa hè thì chiếc quần này quá chuẩn để đi chơi luôn. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A15, vừa với người cao từ khoảng 1m7 đến 1m75. Kích thước bụng ống dài là 42, 32, 52. Và đây là một chiếc quần đến từ Mỹ của thương hiệu Golden Bear. Và đây phối màu ghi đậm rất là đẹp luôn, mặt trước và mặt sau kiểu thiết kế đơn giản. Và đặc biệt hơn, nhìn gần thì anh em mới có thể thấy được là cái thiết kế của cái quần này rất là hay. Một phần là chun và một phần là cạp đây, có thêm cúc ở đây nữa, và khóa kéo như bình thường. Và bình thường quần mà không có chun như này mình cũng có thể may thêm chun để cho nó gọi là co giãn hơn, mặc nó dễ hơn. Mà chất liệu vải của chiếc quần này rất là bền bỉ luôn, co giãn, mà cái phối màu này cũng rất đẹp. Có thêm rất là nhiều túi ở hai bên hông đây, và phía mặt đằng sau chúng ta cũng sẽ có túi ở đằng sau, hai túi luôn nhé. Có logo của Golden Bear được thêu nổi ở phía đằng sau đây. Và mình sẽ xem ở phía bên trong của chiếc quần này. Đây, chúng ta cũng sẽ có một cái tem của Golden Bear ở phía bên trong này. Đấy, và chiếc quần này cũng còn rất là mới, và đây là một chiếc quần mặc để đi chơi hay đi làm, hay là đi làm bất kỳ điều gì cũng rất là hợp lý. Tiếp theo, chiếc quần có mã là A16, vừa với người cao từ khoảng 1m65 đến 1m7. Kích thước bụng ống dài là 42, 28, 57. Và đây là một chiếc quần ngố đến từ thương hiệu Stussy, một thương hiệu thời trang hip hop rất là nổi tiếng ở Mỹ. Và phối màu này cũng rất là đẹp luôn, kiểu có một chút văn hóa, kiểu thổ cẩm và hoa văn, màu ghi cũng rất là nhã nhặn. Và những chiếc quần Stussy mới nó sẽ rơi vào khoảng độ 2-3 triệu. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn chất liệu của những chiếc quần Stussy. Thực sự đây là một cái quần rất là bền bỉ luôn, và sờ cái chất liệu này nó vừa bền vừa mát vừa co giãn, mặc sẽ rất là bền luôn. Và tem của Stussy Authentic ở trên cặp quần đây. Và phía mặt sau chúng ta cũng sẽ có một cái logo Stussy được thêu nổi đây rất là nét luôn. Túi đựng và cặp quần cũng có những cái để đeo thắt lưng đây, cúc ở trên cặp quần đây, và khóa cũng là kim loại luôn nhá. Và đặc biệt hơn là mình xem ở phía bên trong của chiếc quần này thì mình thấy là tem của Stussy họ làm rất là đẹp luôn. Và mình sẽ show cho anh em xem. Đây, ở phía bên hông đây chúng ta sẽ có thêm một cái tem của Stussy. Và đây, anh em có thể nhìn thấy hai mặt, đây những cái họa tiết rất là nổi bật của Stussy. Và có thêm một cái tag nhỏ nhỏ bên hông đi nữa. Wow, đây là một chiếc quần mà rất là nhiều người thích, cho nên anh em hãy nhanh tay để trở thành người đầu tiên sở hữu nhé. Tiếp theo thì mình có chiếc mũ có mã là A17. Thì đây là một chiếc mũ lưỡi chai của Reebok, và anh em đội vào mùa hè để che nắng, che mưa, đi chơi thì rất là hợp lý luôn. Màu trắng ngà, không sợ bẩn. Đây mình sẽ cho anh em xem gần hơn. Logo Reebok được thêu nổi rất là đẹp, và về form hết tất cả rồi, mình đã nắn form rồi. Và đằng sau cũng có thêm một cái tag của Reebok đây. Và đây là một thương hiệu mà rất là nổi tiếng thế giới rồi, với cái những cái đồ thể thao và chất liệu vải của chiếc mũ này cũng rất là bền bỉ, chắc chắn luôn. Phía bên trong chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái tag nho nhỏ. Và wow, đội mũ này kết hợp với lại những chiếc quần mà chúng ta đi chơi thì sẽ rất là hợp lý vào cái mùa hè này. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này, và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Kiên Hai Hen. Mọi thông tin chi tiết anh em hãy kéo xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.